cái phần đầu của MV nè. Nếu mà mọi người xem cái video mà hồi Nhân quay một cái gia đình mà bía bại não á, thì cái anh đó anh té sau đó thì anh cũng bị nuôi sọ bên ngoài á, thì bây giờ anh lắp sọ lại được rồi, sức khỏe của anh cũng khá là ổn định rồi. Em đụng cho nó mềm hả Phi? À, ở trong là nó mềm luôn. Ghê quá ha. Thật sự là mình cũng không có dám đụng mọi người. Nó ở trong à? Cái chỗ đó là chỉ còn cái phần não thôi. Sọ lên đây là được con mượn rau rịa với lại gạo. Với lại cái gì nữa bà? Bằm chút thịt heo á. À, bằm chút thịt heo bỏ vô trong này. Ồ, là cái nồi đây là mình ăn bao nhiêu người? 3-4 người. À, nhà mình 3-4 người ăn cái nồi này á hả? Có bao giờ mà chị đánh ảnh không? Có một lần đánh ông bằm mắt mà ông đâu có chịu. Đánh luôn hả? Lì quá. Nhìn quá cũng nở. Nói vợ chồng nói quá kinh cãi nhau. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại thôn Suối Lâu thuộc địa phận của xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Và trước Tết thì Nhân có ghé thăm một hoàn cảnh, đó là hoàn cảnh của em Mang Phi. Hiện tại thì em ấy đang sống một mình trong một căn nhà mà nó cũng rất là siêu vẹo rồi. Nhưng mà không may thì trong quá trình em ấy đi làm thì có né một con chó, sau đó là bị tai nạn, nói chung bị tai nạn cũng khá là nặng luôn. Vì vậy mà khi mà nhập viện thì người ta mới lấy cái hộp sọ và người ta nuôi bên ngoài. Tới thời điểm hiện tại thì sọ của em Mang Phi vẫn đang được nuôi chứ chưa có lắp vào bên trong. Và sau khi mà Nhân đăng tải video lên thì cũng có Mạnh Thường Quân muốn trao cho em ấy một khoản tiền nho nhỏ để mà sắp tới em ấy sẽ đi lắp lại cái sọ để mà vô trong đầu á. Ui, mấy con đi về đây, đông á. Trời ơi, quá trời đông luôn, đi về đây con. Thì bây giờ nha mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân để mà ghé thăm em Mang Phi nha. Bởi vì lúc sáng khi mà Nhân ghé thăm nhà thì em Mang Phi em ấy đi khám bệnh. Đó, vì vậy mà bây giờ cũng 5 giờ rưỡi chiều rồi, mình quay trở lại, không biết là em ấy có nhà hay không nữa. Thì bây giờ Nhân mời mọi người hãy đi thăm em Mang Phi cùng với Nhân nha, đi thôi mọi người. Ủa? Em Phi em ấy ngồi trước nhà luôn rồi kìa. Trời ơi, đã gì? Cái loa phát thanh nó còn hát lên nữa. Không biết là nó có bị ảnh hưởng gì. Ủa, lộn nhà. Đi về đi con. Đi theo chú làm gì? Hôm nay chú ghé là chú không có mua bánh, mua kẹo gì á. Đi về nhà chơi đi, đi đi. Dắt nhau đi chơi đi, đi đi. Mấy đứa nhỏ này nó bù lông quá. Anh chào em, khỏe không em? Đau đầu hả? Chứ lúc sáng là em đi đâu? Đi khám hả? Đi khám ạ. Em đi khám nè, đi khám ở đâu? Quay đi khám được Thành á. À, đi ra tới Thành khám. Là khám ở trạm xá hay là bệnh viện? Tư nhân ngoài á. À, khám tư nhân hả? Bây giờ chụp phim đồ nó biểu trung viện tỉnh. Có nghĩa là em đi ra em chụp phim. Rồi ở ngoài bệnh viện đó người ta là kêu là phải đi về xuống bệnh viện tỉnh hả? Mai xuống bệnh viện tỉnh. Mai đi hả? Đi chụp đầu á. Đầu quá thì em đi chụp phim. Yeah. Rồi những cái giấy tờ đó em có mang về không? Rồi Thành nó chưa làm được nó đi xuống bệnh viện tỉnh. À, đi ra đó làm nhưng mà người ta bắt xuống tỉnh. Cái đó thì không dám chụp á. À, vậy hả? Sợ sao? Ui mày quá, cái đài nó tắt rồi. Cái đài nó hát á, sợ bị ảnh hưởng trong cái video của mình á. Tại vì khi mà mình làm video á thì những cái nhạc phía bên ngoài á, khi mà nó vô trong này á thì nó sẽ bị đánh một cái bản quyền rất là nặng, sẽ ảnh hưởng tới kênh. Trời đất ơi, tưởng nó tắt rồi, ai ngờ vẫn mở tiếp rồi. Hết giờ mở là sao, mở giờ này trời. Vậy thì em đi ra em khám thì người ta nói như thế nào? Mai là mai đi xuống bệnh tỉnh. À, mai bắt buộc là phải đi. Chứ cũng chưa có chụp được phim. Thành vừa chụp khách đâu dám chụp đâu. Ừ. Sợ. Nhà chị em đi đâu rồi, đóng cửa rồi, không thấy đâu. Chị hả?
Ở trong nhà cho. Ờ, anh thấy đóng cửa rồi, không biết là đi đâu rồi. Ở trước Tết giờ rồi, rồi ăn Tết như thế nào? Ở nhà không chưa? Ừ. Uống ngọt. Hiện tại là cái đầu mình nó đau lắm mà. Nhức. Nhức. Còn bao nhiêu lâu nữa thì em lắp sọ lại ta? 20 ngày. 20 mấy ngày nữa hả? Để một bốn đỡ. Ừ. Vậy là 20 mấy ngày nữa là sẽ đi lắp cái sọ lại. Thằng sọ thằng bà đi lắp. Ờ. Thì mọi người chứ hiện tại là em mang Phi đang sống một mình ở trong cái căn nhà này. Thì lúc trước em mới đi làm thì nãy mọi người Nhân nói mọi người cũng biết rồi. Thì em mới đi làm về thì có một con chó nó băng qua đường. Thì em mới né con chó. Rồi em mới lô xuống mương. Em lô xuống mương hả? Lô xuống mương và đập cái đầu xuống cái mương á. Thì bị chấn thương đến cái phần sọ. Vì thế bác sĩ lấy cái sọ ra. Em tới đây em cho khán giả xem cái phần đầu của em Phi nè. Cái phần đầu của em Phi nè. Nếu mà mọi người xem cái video mà hồi Nhân quay một cái gia đình mà bía bại não á, thì cái anh đó anh té sau đó thì anh cũng bị nuôi sọ bên ngoài á, thì bây giờ anh lắp sọ lại được rồi, sức khỏe của anh cũng khá là ổn định rồi. Em đụng cho nó mềm hả Phi? Dạ. À, ở trong là nó mềm luôn. Ghê quá ha. Thật sự là mình cũng có dám đụng mọi người. Cái não ở trong à? Cái chỗ đó là chỉ còn cái phần não thôi. Sọ lên đà. Lấy hộp sọ ra bên ngoài người ta nuôi cũng hay chứ ha, cái hộp sọ của mình mà lấy ra ngoài nuôi rồi sau đó lắp cho lại cũng ghê ha. Yeah. Mình nghĩ tới cảnh đó mình thấy nó hơi ghê làm sao. Vậy thì cái tiền mà anh trao trước Tết á, rồi mình đã dùng nhiều chưa trong cái chi phí sinh hoạt chưa? Dùng ít rồi, kiểu dùng ít thôi, ăn đồ rồi mình vẫn còn để dành đúng không? Rồi rồi từ lúc em bị như thế này rồi mình có ăn nhậu gì không? Thôi đừng có ăn nhậu. Nói chung ăn nhậu nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Ăn nhậu nó chắc nó đi luôn á. Ăn nhậu nó đi luôn hả? Tầm luôn á. Thì mọi người cũng biết rồi, đa phần thì người đồng bào rất lây trên này á, thì thanh niên là nhậu rất là nhiều. Đúng không em? Mới sáng sớm là đã nhậu rồi. Mà khi mà uống rượu vào thì cái sức khỏe nó không có đảm bảo, vì thế là không có đi làm nổi. Nhậu vô xong rồi nằm ngủ cái ngày thôi chứ để vợ đi làm. Mà vợ một mình vợ đi làm thì làm sao mà đủ mà nuôi con. Có những gia đình đẻ 4-5 đứa. Đó, mọi người thấy xung quanh sơ là đây là 10 mấy 20 đứa rồi. Mà nếu mà người đàn ông trụ cột mà ăn nhậu cái ngày như vậy thì đâu có đủ kinh tế để mà nuôi mấy đứa nhỏ. Rồi cứ thế cuộc sống nó cứ khó khăn hoài à. Em có cái định hướng gì cho tương lai không? Dạ. Em có một cái định hướng gì cho tương lai không? Là ý là trong tương lai tới á, nếu mà em lắp cái sọ vô là sức khỏe em đảm bảo á, rồi mình có cái hướng làm việc nhẹ được chưa? À, đi làm việc nhẹ thôi. Dạ. Nếu mà làm việc nặng nó sao chịu được? Cái dạ. Kinh nó chịu không được mà. À, làm việc nặng là không có chịu được hả? Cái thần kinh của mình nó không chịu được. Dạ. Cái việc nhẹ nhẹ làm. Bình thường thì bây giờ cái tiền thuốc của em uống á, là mỗi ngày mình mua có đắt tiền không? Mua 8 ngày 6 ngày. Bao nhiêu? 8 ngày 6 ngày. À, 8 ngày là 600. À, 8 ngày mà 600 nghìn. Mà hiện tại thì sức khỏe thì không có đảm bảo thì làm gì mà có tiền đúng không? Thì cũng may mắn là hồi trước Tết thì Nhân có ghé thăm em mang Phi á, thì cũng được một vài mạnh thường quân giúp đỡ, cũng có một khoản nhỏ nhỏ. Rồi từ cái khoản tiền đó mà em ấy có tiền để mà mua thuốc. 8 ngày 600 hả? Thôi thì hôm nay anh ghé anh thăm em á, thì cũng ngày mai là đi khám đúng không? Ghé anh thăm thì cũng có mạnh thường quân tặng cho em khoản tiền đó. Thì anh ghé anh thăm để anh trao, rồi em dùng cái khoản tiền này để mà đi đi khám bệnh. Rồi dùng tiền thuốc, tiền thang. Ủa, có ai trong nhà hay em? Có ai đâu. Ủa chứ cái cửa sao nó đóng rồi? Gió nó thổi vô. Gió hả? Hồi nãy gió nó thổi vô mà. Có ai đâu. Vậy hả? Mình thấy đâu có gió đâu cả. Chưa cửa nữa. Vậy hả? Cái cửa đó có, mình mở nó có dễ không? Dễ. Để anh mở coi thử cái lực. Nếu mà mình mở cái cửa đây, ngồi đó đi, để anh coi.
nếu mà tôi của mình có cái lực cửa nó có nghe mà. Em ở nhà sao không mở hết cửa ra cho nó sáng nhà đi, mình đóng cửa ra tối thui đó. Mở cửa đâu ra cho sáng em. Mới đừng nhớ chợ đây á, ồn ào quá. À, có nghĩa là nó ồn quá cho nên là cái đầu em ở đâu đúng không? Dạ. Ờ, cũng đúng ha. Bị đau đầu mà mấy đứa nhỏ nó đông quá, ồn đông quá này. Nhức đầu ha. Trời bành, trời đã bành. Rồi mình đóng cửa lại. Rồi anh ghé anh thăm để anh coi Mạnh Thường Quân tặng cho em tiền nè. Xíu nữa chị em qua đưa cho chị cất nha. Chị em cất nhiều khi rồi em làm mất rồi không có tiền là xây sửa thuốc thang á. Nhân xin phép là Nhân sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân tặng cho em An Phi tiền nè. Diễm Hương 1 triệu, cô Sinh là 2 triệu, cô Nguyên Nguyễn là 5 triệu, là tổng số tiền là 8 triệu. 8 triệu này thì đây, của Mạnh Thường Quân tặng cho em. Thì em cầm cái số tiền này nha, rồi ngày mai em bắt đầu đi khám khám bệnh rồi lại nha. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp cho anh đi. Nói lớn lên. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con cháu. Giúp nó gì hơn. Rồi, ok, thấy được rồi. Thôi bây giờ cố gắng giữ gìn sức khỏe em ha. Trường béo, bò méo. Méo cái miệng rồi, nói không có được nữa. Ăn gì khó ăn. À, thế hả? Rồi chú ăn hồi trưa thôi, dễ ăn. Ăn rất khó. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Cái tiền này thì một xíu nữa chị đưa chị cất. Đưa cho chị cất ngang, rồi mai rồi đi khám đi rồi cho nó đàng hoàng. Dạ. Rồi có số điện thoại anh là đúng không? Dạ. Vậy thì bữa nào mà em đi lắp sọ, lắp xong rồi á, thì có gì báo anh ghé anh thăm. Dạ. Thì bây giờ Nhân sẽ ghé một cái thôn, đó là thôn thôn Lỗ Gia, thuộc xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và mà nếu mà mọi người xem cái video mà về hai đứa bé mà bị thiếu xương á, thì cũng có một Mạnh Thường Quân là cô chú Vân tặng cho gia đình là 100 đô. Vì thế mà bây giờ Nhân tiện đây thì Nhân cũng ghé Nhân trao cái khoản tiền này cho gia đình luôn. Thì có thể là gia đình sẽ cần cái khoản tiền này để mà sinh hoạt hàng ngày á. Bởi vì là ngày mai, ngày mốt á, thì mình có công việc đi xa. Vì thế bây giờ mình cũng sẽ ghé mình trao luôn. Trời nó cũng bắt đầu sập tối rồi, không biết tới đó nó có tối quá không. Thì bây giờ Nhân mời mọi người hãy cùng đồng hành với Nhân để ghé thăm gia đình hai em bé mà bị thiếu xương nha. Người đồng bào rất lay luôn mọi người. Bây giờ đi thôi mọi người, đi thôi. Anh chào em nha, chúc sức khỏe nha em nha. Ok. Khi mà mình đi từ đầu đường á tới cuối đường luôn là say xỉn nằm đầy đường luôn. Có nghĩa là nguyên một cái làng mà thanh niên ở đây ăn nhậu bê bét luôn rồi trời. Bây giờ người ta hát karaoke mà mình cũng không có dám tới nói nhờ người ta tắt nữa, bởi vì là đang say á. Nói không khí họ đánh mình luôn á. Ủa nấu gì đây ta? Bà nấu gì bà? Canh bồi á hả? Thì cái canh này mình ăn một lần rồi. Đây nè. Canh này là đắng lắm, rau rịa rồi. Gần như là người đồng bào họ dùng cái món này rất là nhiều. Mọi người biết sao không? Bởi vì là cái món này á, là mình chỉ dùng ít gạo thôi. Bởi vì người đồng bào á, là cái lương thực á, rất là khan hiếm. Vì thế là sẽ dùng một nắm gạo nhỏ thôi. Và sau đó nấu rất là nhiều những cái loại rau. Mà nấu chung như thế này nè. Giống như kiểu là mình nấu cháo vậy á. Bà nấu canh này canh bùi hả? Dạ, canh bùi á. Dạ. Bà, dạ rồi bà có bỏ cái đọt đu đủ vô chưa? Không. Bà trộn lên cho con coi thử bà. Được con mượn. À, rau rịa với lại gạo. Với lại cái gì nữa bà? Bằm chút thịt heo á. À, bằm chút thịt heo bỏ vô trong này. Ồ, là cái nồi đây là mình ăn bao nhiêu người? 3-4 người. À, nhà mình 3-4 người ăn cái nồi này á hả? Bữa tối của người đồng bào mọi người thấy không? Bây giờ để mà nấu một nồi cơm đó mà có thức ăn rất là khó luôn á ha. À, chỉ bỏ một cục ở vô thôi bà ha. Đâu. Lớn chưa? Bầm ra nhỏ hết rồi. Là xương không à hả? Thịt. À, mình bầm mình bỏ vô. Ừ. Còn cái này thịt nè. À dạ. Để cho nhỏ. Tại sao mình không nấu một nồi cơm mình ăn mình lại nấu cái này mình ăn bà?
Có nấu cơm chưa? Rồi cái này mình ăn thêm hả? Ăn cơm luôn. Thay vì cá, vì mắm, tiền rau cá mắm. Có nghĩa là cái này mình nấu mình ăn chung với cơm. Ăn chung với cơm. À, cũng khá là thú vị ha. Đó, con vô con thăm chị này, không biết có chị ở nhà không ta? Nè, vô rồi nè. Bà biết chị ở đâu không bà? Dạ? Ủa? Chắc chị ở phía sau á, để không ra con coi thử coi. Chị ơi! Chị ơi! Dạ? Ôi, nhạc to quá. Đâu bà? À, để chị về con nói chuyện với chị xíu. Em chào chị. Chị ơi, qua đây em hỏi thăm chi tới chị. Ôi trời, tao thui luôn rồi sao? Nghe nói hồi trưa em cũng hồi trưa. Dạ, em tới lúc trưa, nhưng lúc hồi trưa sáng đó mà không có chị ở nhà. Ừ. Chị nấu cơm chưa? Dạ. Đâu có nấu cơm. À, ăn cái canh kia hả? Đâu, bà ngoại ăn bên kia để ăn bên đây. Nếu chứ mì tôm không? À, ăn mì tôm hả? Là tối nay gia đình ăn mì tôm. Chứ sao không nấu cơm ăn? Nấu cơm có đồ ăn. Khởi nấu cho mì tôm. À, nấu cơm lên là không có đồ ăn cho rồi. Bây giờ mình phải đành nấu mì tôm mình ăn luôn. Ăn cả gia đình luôn ha. Nè mọi người xem nè, đứa nhỏ nè. Cái tay bị tật như thế này nè. Đó. Mọi người thấy không? Nè, thấy chưa? Trời nó hơi tối mọi người thông cảm nghe. Bây giờ trời nó sập tối rồi, mình ghé hơi muộn nè. Cái này cái vết mổ hồi xưa nè mà cũng chưa thành công nè. Vết mổ hồi xưa. Thì bác sĩ nói là bị thiếu xương. Thiếu xương mà còn thêm thiếu dinh dưỡng nữa, bởi vì có gì đâu ăn. Còn đứa nó đi đâu rồi chị? Đưa chị nó đi kêu. À, đi kêu rồi hả? Em nghe nói ông xã chị nhậu sáng giờ say rồi hả? Ông nhậu từ sáng giờ ngày nào cũng. Chèn đất ơi. Đàn ông thanh niên có vợ rồi mà không lo cho vợ. Gia đình gì đi rồi còn thêm ông nữa thế mà. Trời ơi, gia đình con như gì nữa, sức khỏe không có nữa mà giờ. Ngồi cái vấn đề sau khi đi rừng về là cứ nhậu gì đó hả? Ở trên rừng thì thôi mà về nhà là gì? Ở trên rừng cũng nhậu mà về cũng nhậu. Đi rừng mà nhậu thôi chứ sức đâu làm. Vậy lên rừng nhậu đã trốn nhậu sao chứ? Em cũng trông mong ông chết bây giờ. Thôi chị ơi, tội nghiệp. Để nuôi năm đứa con cũng ngon hơn. Xong ông xong nó. Có nghĩa là bây giờ chị vừa nuôi mấy đứa con mà thêm ảnh nữa. Rầu quá ha, lo quá ha. Thôi chị. Về nhà nhậu đi thôi nha, ông mà về nhà ông đập hết đồ đập. Cái làng này nhậu ghê lắm phải không chị? Tại vì em đi từ đầu làng lên cuối làng thấy nằm bẹp một sân đây luôn à. Nhậu là cứ lắm em. Trời đất, vậy thì sáng mới có 5-6 giờ nhậu rồi, 7-8 giờ nó say rồi. Trời đất ơi, uống là uống rượu hay uống bia? Uống rượu, bia cũng uống rượu cũng. Khi nào có tiền thì uống bia, còn không có tiền thì uống rượu. Uống rượu là uống rượu với cái mồi gì? Mồi gì đâu. Đâu có mồi đâu. Không có mồi gì hết trơn á. Cũng không đó. Chèn đất ơi, trời. Có khi nào mình ngồi lấy mấy ông xe xịn trong vô đây, ông xách rượu, ông dí, ông chạy, ông trời. Mấy đứa em vốn biết, đâu có bỏ cái tên đó. Không, mấy ông xe rượu chạy không lấy mình đâu, mình cũng yên tâm. Chèn đất. Ông dám vốn đâu. Dạ. Là ngoài... Ông la bằng miệng mà ông có đánh người ta. Ừ. Ông nói bằng miệng không à? Có bao giờ mà chị đánh ảnh không? Có một lần đánh ông bằng mắt mà ông đâu có chữa. Ờ, đánh luôn hả? Liều quá. Nhìn qua cũng nở. À, mà nói vợ chồng nuôi quá cần cái nhau biết nhau chị đem xong nữa. Nghe nhìn con cũng lớn rồi. Nó cũng được có bạn bè ở xã hội nữa. Xong nó dẫn bạn chiều thấy cha mẹ cứ cần nhau biết thôi cũng mệt. Cái ông làm gì làm đi. Cái lý do mà cần cãi là do là ảnh nhậu nhiều. Nhậu nhiều mà tiền bạc ông làm không có đưa nhiều hết. Ông đi vô nhà người này uống, vô nhà người kia uống. Người này không uống nữa hả? Không uống gì ông không? Ông vô nhà người này uống, kia uống. Ông mua rượu cho uống. Trời. Ừ. Có nghĩa là làm bao nhiêu tiền là đem đi uống rượu hết. Ừ. Mà đâu phải uống mình làm đâu. Làm ngày có 200 mà ông đi. Làm ngày 200.000 mà đem đi uống rượu hết rồi. Ý là còn mời bạn nhậu nữa chứ không phải riêng gì mình. Không phải riêng mình ông đó. Đâu. Uống mình ông uống đâu có ngon, uống có bạn có bè chứ. Không, thật ra thì cái vấn đề mà nhậu đối với đàn ông á thì không
mình nói là không có nhậu thì cũng không được. Bây giờ cuộc sống nhưng đỡ hơn mấy trước mà khổ lắm anh ơi. Ý là mình nhậu nhưng mà cũng có chừng mực thôi. Ví dụ như là lâu lâu thì có một cái dịp gì đó mình nhậu thì không sao, còn lần này là ngày nào cũng nhậu thì cái là thua rồi. Ngày nào cũng như ngày nay ở đây không biết à. Trời. Mà sao cái chỗ cái khu vực mình sống hay sao đàn ông thấy le liệt nằm ngoài sân luôn à? Rồi, sức khỏe đâu làm việc? Sức khỏe đâu nữa, chết này chết mày biết. Trời ơi. Bằng đêm nó ngủ nó chết luôn cũng biết luôn. Có ai ở đây mà uống rượu xong mà đêm chết luôn không chị? Cũng tai biến, cũng có người uống rượu xong đi làm gì á, mệt mệt xong uống rượu xong nửa đêm ngủ xong chết. Trời đất ơi. Cũng uống một hai miếng à, cũng có uống nhiều như mấy người đây. Dạ. Mấy người này là uống rượu cử rồi. Cái gì là mỗi 5-6 giờ sáng uống rồi. Đây là gốc nguồn nó luôn à. Nói cũng có nở đâu. Dạ. Nói một cái là chén bát xuân nở là mất hết. Dạ hả. Hồi nãy em nghe hàng xóm nói là hồi nãy anh chị cãi nhau hả? Cái ông này nè, hồi bữa tìm... Trời ơi, cái tay bị sao vậy chị? Quýnh ông nè. Hồi nãy quýnh luôn hả? Nghe hàng đất ơi. Đánh ảnh mà tay chị bị gì đó luôn? Cầm cục đá. Trời ơi, trời. Xong... Cỡ đó mà vẫn đi nhậu. Ghê thiệt trời. Hồi bữa người ta tới lấy tiền sập mà không có ông ở nhà. Ông mua sụp người ta góp á. Mà ta tới 6 tháng luôn. Thôi bây giờ đỡ ngân hàng, đỡ dân tiền nó lên lấy. Thằng Châu kìa, nó nói thôi đỡ cho ông ấy, chị có mượn tiền không? Cho mượn 1,5 triệu. Rồi mai mốt gì có gì trả lại cho cô. Dạ. Mượn 5,5 triệu mới trả tiền sập cho ông. Bây giờ ông kéo đi hát. Nói trả tiền đây cho tôi 1,5 triệu đây tôi trả cho cháu. Nếu không là tôi cũng ta cho sập hát đâu. Kéo đập mẹ. Đập mới chảy máu tè nè. Trời đất. Cái ông lại ông đâu cái ông. Nhà mình khó khăn gì con không có ăn mà đi còn đi mua cái sập hát làm gì trời. Xu măng nè ông chặt nè anh ơi. Ông uống rượu vô ông cãi nợ em ông chặt hết. Chặt cái nền luôn hả? Chặt hết luôn. Nhà đập hết đồ hết đâu hả? Nhà đập hết. Trời em đất. Cũng xong gì cũng gì miếng sao cho mấy đi nhỏ để màu lương màu. Mạnh khỏe hàng ngày cho nó cuộc sống nó bừng cháy, cuộc sống được lời cho cuộc sống nó được. Trời ơi, thấy khó khăn quá ha. Đúng là đôi khi sinh ra là người phụ nữ cũng hơi bất công. Nhớ đây nó bệnh 2-3 ngày ở đây đầu. Bà cô biểu nghỉ. Dạ. Xong rồi cho nó nghỉ mà mua có 50 ngàn thuốc rồi uống rồi bữa hết rồi. Dạ. Bữa nay không có tiền nữa, đợi đi mua thuốc. Ông ngờ uống rượu xin tiền mua thuốc nhớ ông đâu có trả đâu. Vậy hả? Ừ. Thôi cố gắng rồi chị, em ghé cũng hồi trước em làm cái video của chị lên á thì cũng có một cô không phải một cô mà vợ chồng của cô chú Vân ở bên nước ngoài á thì cũng có gửi tặng cho chị 100 đô để em lấy nghe. Trời ơi thấy cuộc sống gì mà thấy để vậy rồi mà còn bê tha nữa. Đây nè, cô chú Vân tặng cho chị 2,3 triệu nè, cái này chị cất đi. 2,3 triệu này chị cóc thì đưa mua thuốc cho mấy đứa nhỏ nghe. Dạ. Đưa anh là mất luôn á, đưa anh là nhậu hết á. Đâu, tiền học bữa anh vừa em đóng tiền học hết bên nhỏ ông đâu có biết đâu. À, giấu ha. Đâu có nói là mấy người giúp đỡ mình tao đưa đâu. Dạ, thôi lo cho mấy đứa nhỏ đi chị. Dạ. Có khi cho nên về anh thấy á, anh thấy bắt công rồi anh lại bắt lấy tiền anh đi mua rượu anh đãi bạn bè anh nhậu hết nữa. Ừ. Khổ nữa. Thôi bây giờ cũng tối rồi, chắc thôi. Chị con đi có ấy cái gì thì mua cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Giờ đây nấu cơm hết. Hả? Giờ đây cho mì tôm ăn mẹ ăn. Cho mì tôm ăn hả? Chạy ra ngồi kia con có xuống dưới đây nè, xuống cát là con có mua phở mua gì cho mấy đứa nhỏ ăn. Còn ổng đi nhậu thì kệ ổng đi. Lấy mua chiếc xe máy nè, chở mấy đứa nhỏ đi ăn bữa ăn phở đi. Cho nó ăn mì tôm tội dưa. Anh nó đi xuống nữa. Ờ. Dạ, yeah, không có nấu cơm. Ông đi là em ở nhà nấu cơm, đi nợ cá người ta. Mua đồ nợ, về nấu. Về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn. Nếu mà ông gì hả, em có nấu ăn. Em chờ nhìn đói hết ở nhà nấu cho mấy cơm ăn. Khổ quá mọi người ạ. Thôi giờ cũng tối rồi. Em đi về nghe. Hôm nào có cái gì em đi nghe. Em cũng cảm ơn nha. Không có gì đâu chị. Trời ơi, cái nhạc thôi. Mọi người thấy cái nhạc không? Quá trời luôn, cái nhạc to dễ sợ luôn.
một xíu nữa để coi, một xíu nữa mình đi xuống mà cái khu dưới đây này, mà mình thấy mấy người thanh niên mình nằm ở ngoài sân rồi say xỉn đó, để Nhân lấy cái hình ảnh đó cho mọi người xem, để mọi người mường tượng là cuộc sống hiện tại ở ngôi làng này như thế nào, mà có nghĩa là mãi nghèo là vì sao là mọi người cũng sẽ hiểu. Thì còn bây giờ thì có lẽ chắc bây giờ video nó cũng khá là dài rồi, Nhân xin phép là Nhân sẽ kết thúc video nghe. Thì nếu mà mọi người xem có ý kiến gì thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video sắp tới của Nhân. Và một lần nữa thì Nhân xin cảm ơn những mạnh thường quân đã cùng luôn đồng hành với Nhân trong những video thiện nguyện như thế này. Thì cảm ơn rất là nhiều. Và nếu mà mọi người xem thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người.